Nhưng mà lần sau là dạy nha, lần sau dạy nha. Ờ, tức là ba tư thế khác Đúng nhau. rồi, ba tư thế khác nhau. Ờ, vậy sao? Đúng rồi, ba tư thế khác nhau lần sau. Rồi là vậy tập biết bao nhiêu rồi đúng Có nghĩa không? là lần đầu Nhá. phát À, ba bắt. có nghĩa là tùy Kha chọn muốn Rồi. tập vật thứ nhất là vật Rồi. đơn thuần là vật vật dày, Rồi. hai nữa là nắm dày, Rồi. ba là nắm dày. Kha Kha nắm vật sao? Rồi bây giờ Kha chọn trước à? Kha chọn cái này đi. Ok. Ê, nhưng mà cái này tập rất là lâu rồi đúng không? Mấy năm rồi đúng không? Cái này Kêu bắp quá sợ rồi. Nhưng mà hàng hàng Chắc hàng đúng tay vô là Kha thấy rung rồi, bị rung hàng rồi hàng 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 cân có giống nhau không? Hàng cân anh Việt năm nay, anh Việt vị anh cao Việt hơn, bây giờ ba bao nhiêu ký không? Vị 70. 70. Ừ. Còn anh Kha bao nhiêu? Mình thua 15 kg rồi. Thua 15 kg luôn à? Có 55 thôi. Ôi ôi. Sao đây ta? Thôi khoan 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 nha, mình vị vị thích bên đây thôi. Nhưng mà bây giờ mình thấy cũng phải cố gắng thôi, và ráng thôi đúng không? Trên lịch chỉ quá, không sao không sao. Nhưng bây giờ vậy nha, là đứa nào thua đó thì là phải mời ăn sáng cà phê. Rồi 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 rồi. Đứa nào thua mời ăn sáng cà phê. Còn đơn giản vậy thôi. Ăn sáng cà phê thôi. Đơn giản thì không sao, gọi là thua một ký bằng giao lưu thôi, bằng giao lưu thôi. Còn công thú như này. Đúng không? Tụi nó bằng nhau cây ngay cỏ này luôn. Ok. Rồi. Đứa nào thua ăn sáng cà phê nha. Rồi bây giờ ai báo hiệu đây? Đếm đây. À, em dùng lòng trong tay. Đếm nhá. Rồi, công dùng lòng trong nhá. tay. Rồi, rồi nhưng mà đếm xem nào. Hoàn chưa? Chưa, để xem thử tinh thần. Anh cảm thấy có hồi hộp không, anh Vĩ? Anh thì cũng hơi hồi hộp chút, bởi vì là thấy cơ bắp của anh không có bằng Kha rồi đó. Anh biết rồi đó. Nhưng mà em thấy là anh đang có lợi thế rất là nhiều luôn. Tại để vì anh 70 kg, mà anh Kha thì kg. Lại có 55 kg. Còn anh Kha sao anh? Thì bây giờ mình thấy mình tự tin lắm. Tự tin lắm. Nhưng mà này bị giao là 3 lần nha. Ba lần không, ý là 3 lần đỏ đứa tư, đứa nào thua, ví dụ như đỏ liên tục, nếu mà vị thắng 2 lần á thì coi như Kha thua luôn. Còn nếu mà vị thắng lần, Kha thắng lần thì phải vật thêm một lần thứ ba. Ừ, thưa cả nhà, mình thấy anh Vĩ như to xác thôi chứ mà cơ bắp thì không có bằng cơ bắp không bằng anh Kha. Rồi đến giờ một cái ba chưa? Chưa chưa chưa, chuẩn bị nào. Chuẩn bị nhá. Ráng, mình phải ráng thôi. Cố gắng thôi. Một. Hai. Rồi, bắt chưa mãi, chưa bao chưa 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 là. Biết sao mình ăn gan chút. Chưa. Dùng đếm nha. Chuẩn bị nhá. Một. Hai, ba. Rồi. Thì chưa gì nhóm người đến chợ không nổi. nhóm ấy. Tôi đang còn vững với đây. Với đây là hai cái. Không nổi được ta. Đâu, kéo kéo không nổi. Sao đây? Ôi, ôi. Dạ. Ôi. Con chuột nó nhảy lên. Ủa. Anh Vì có một thất thế rồi, anh Vì có một thất thế rồi. Ai dạ. Ôi. Ui, gần 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 nữa cô. Đây nhá. Đây đồng một chủ, đồng một chủ là cái gì? Hơi khó ăn này nha. Ồ, vậy chứ anh Vĩ to sáng chứ đâu có phải gì ăn như nhỏ con như Kha đâu. Ôi, ui ui, cái cơ kìa. Cố gắng rồi. Đổi thế chắc chắn đổi thế tùm lum rồi. Một một không, và tỷ số bây giờ là 1-0 nghiêng về ca sĩ Chiến Khang. Hả? Bên đây một đúng không? Một đúng rồi. Tỷ số là 1-0 nghiêng về ca sĩ Chiến Khang. Đổi thế, đổi đổi bên hả? Vị trí, vị trí. Ừ, vị trí đúng rồi, lời thế kia. Bây giờ vị trọng, này. Vị trọng nhá. Nghe này nghe sao vậy? Vị trọng nắm cái đơn này này. Ồ vậy hả? Nắm rồi. Nắm thế này là vị lợi thế hơn. Biết sao? Tại vì tay vị tay cao nắm. Hơn. Tay cao hơn. Thì phải được chọn chứ, mỗi người chọn người chứ. Người ta đâu có đo đòn tay đâu, người ta chỉ đo cơ bắp à. Rồi, cái này đúng thật sự là vị lợi thế hơn bởi vì tay Kha dài. Cho nên vị phải nắm được cái thế đó chứ, phải nắm để phát huy chứ. Rồi. Sao mệt mệt em mệt anh. Mệt chứ. Thắng mà mệt á. Phải nói là bỏ biết bao nhiêu công sức vào đây. Bỏ hết đi. Chắc là hết ăn sáng luôn. Mệt xong hết ăn. Xong xong ngủ giấc rồi đi như vậy. Rồi bây giờ đếm ai đếm đây? Dạ rồi tiếp tục em chứ, em phải là tiếp tục trong tay chứ. Xin lỗi. Sáng mai mới 6 giờ mà làm ồn vậy, không biết là sáng. Đâu có, bây giờ 7 giờ mấy rồi? 7 giờ mấy? Đúng rồi, không sao đâu. Rồi.
Đấy, thưa nhà, bây giờ là hiệp 2. Xin phép được bắt đầu. Ghê quá, ghê quá. Một thân hình, mình có cảm giác một thân hình của Lý Tử Long rồi quý vị ạ. Căng lại. Và sau một hồi giằng co thì ca sĩ Tuấn Vĩ đã san bằng tỷ số một đều. Đây là giằng cuối cùng đúng không? Hay là cuối cùng đúng không? Dạ đúng rồi, vậy là vậy. Không, cái cuối cùng, nhưng mà bây giờ là em thấy là hình như cứ qua phía bên chỗ anh Vĩ ngồi này là hình như có lợi thế. Hình như là ngồi bên đây là hình như có lợi thế, hình như là cái chỗ ngồi nó thật sự mà nói là nó có chỗ bám, chỗ bám thế này. À có chỗ bám à. Bởi vì hồi nãy là Vĩ thấy Kha bám ở đây. Còn ngồi với đi tranh vân cái này, Dũng thấy không? Dũng thấy bên trường này. Vậy thì có phải là cái có phải là cái chỗ ngồi nó lợi thế không? Vậy thì bây giờ để cho công bằng thì em có một đề xuất với hai anh như thế này là chúng ta bán tù tì, và nếu người nào thắng thì người đó được quyền chọn vị trí. Đây, đúng rồi. Quán tù tì ra cái gì, ra cái giường. Đúng rồi, quán tù tì mình. Có khi nào mình ăn da được không ta? Tù tì là ăn da giờ phải quán tù tì thôi. Ai thắng được đứng bên đây nha. Bởi vì thật sự mình nói là bên đây có cái mớp này. Còn bên đó muốn xử sao đó là xử, muốn xử chân bàn hay cái gì đó. Thôi, em nói em theo em thì nghỉ vị trí quan trọng. Tại vì em có cái mớp này. Nhưng mà ở phía sau nó có bức tường, cũng cái chân vàng ra ngoài nó cũng giữ lại. Ôi, dạ, mình không biết ý để xác thương chút nào đâu. Đúng rồi. Thì chưa biết là như thế nào. Vậy thì thôi bây giờ bên tù tì hả? Bên tù tì để chọn chọn tay nào để tù tì đây. Đây, tay bên đây. Rồi, khang bên đây luôn nhá. Tay cũng chọn. Chọn chứ, chọn. Tay tù tì cũng chọn. Chứ mình không tự nhiên đưa tay này lên. Quán tù tì ra cái gì, ra cái giường. Vậy là anh vì vậy là anh vì lại được quyền cho anh vì tí. Rồi. Tôi đã nói là ra cái gì, ra cái giường. Ok. Rồi anh chọn, anh khoan á, bây giờ anh chọn vị trí nào? Tương nhiên là anh chọn cái giường thôi. Tại vì anh có lợi thế là anh qua bên đây thì hình như là ấy hơn phải không? Rồi. Bây giờ là mình chọn cách vật. Nếu có 3 cách đúng không? Đúng rồi. Rồi đây là cách này rồi đúng không? Đúng rồi, anh thua, anh thua được chọn cách vật. Cách này xong rồi. Cách 5 ngón tay trái với nhau. Mình chọn cách này đi. Ok. Rồi, vậy là đủ 3 thế luôn. Rồi, thử 3 thế luôn. Thứ thế rồi. Ai đếm đây ta? Đấy, vậy bây giờ thưa quý vị, đây là ca sĩ Chế Kha là, và bên đây là anh ca sĩ Tuấn Vĩ, hai người là bạn thân với nhau, hát một dòng nhạc, một bên thì dòng nhạc của đây là hầu duệ của chú Chế Linh, nhân ca Chế Linh, còn bên đây là một dòng ca mà giống như hầu duệ của ca sĩ Tuấn Vũ, và bây giờ là cuộc đo sức về sức khỏe bằng cái hình thức là vật tay, xin phép được. Khoan, chưa không? Bây giờ chọn tay trái hả? Ok, thích không? Hả? Ừ. Anh hai tay bằng nhau. Chơi vậy luôn. Thử một cái. Có vậy nữa. Hay quá nè. Nhưng bây giờ cái này thì không bám được. Không bám được cái giường. Ủa sao gian quá đánh? Sao cái chưa 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 đây đâu? Đang cầm thôi. Tôi cầm và tự gian trước nha. Mình chơi anh gian. Nha. Chúng ta hãy nhìn chiêm ngưỡng. Ủa chưa mà chưa vậy đâu mà chơi chúng ta. Chưa đã kéo đâu, đã kéo đâu. Kéo sao nó làm nghiêng qua kia nhiều hơn. Chưa mà. Mày cái này có phải tay này chuột hơi nhỏ ha. Chuột không được bằng cái này. Nhỏ mình chắc lắm á. Thì kể bên nào trái hết đúng không? Xong chưa? Mời hai người chuẩn bị xong chưa? Sẵn sàng chưa? Thưa quý vị, chưa? Chưa đếm. Thưa quý vị, và bây giờ là... Bài. Đúng xong rồi. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta hãy xem màn đo sức. Và đây là trận chung kết, xin phép được. Chưa? Chưa. Không nói luôn. Nếu là thua là ăn sáng cà phê đó nha. Phải có cái thể lệ của nó đó. Ôi làm sao mà thắng nổi đây. Thôi, bây giờ này, bây giờ thôi. Đây là hiệp thứ 3, cũng là hiệp chung kết. Và nếu như người nào chưa. Nếu như ai thắng là người đó sẽ ai thua người đó sẽ mời ăn sáng cà phê. Và sau đây trận chung kết xin phép được.
bắt đầu. Đánh chưa? Ai đánh chưa đây? Rồi. Chưa. Mọi người thấy là lấy cái bàn uống trà, mà đem lấy ngồi ấy luôn. Ngon, lấy cái lóc chân này đi. Không sao vậy? Bật lóc. Đau thiệt hả? Thôi. Đau mới biết chứ. Đau quá. Đau cái gì sao? Hiểu quá, hay quá. Ngủ giờ nó lịch sử hơn nè. Được chưa? Con này, chuẩn bị nè. 1, 2, 3. Ủa gồng. Có vẻ lời thế đang nghiêng về anh Vĩ. Cái gì đấy? Mỹ được mọi hình thức, miền là mọi hình thức. Miền là phía trên thôi chứ. Làm sao làm chứ? Thưa cả nhà, hình như anh Vĩ anh đang có lời thế. Ui, bị hú tùm lum. Có lẽ trận đấu đang trận chung kết đang quyết liệt. Anh Vĩ đang sử dụng cái lợi thế 70kg của anh và anh đang tì hết cả cái người anh xuống để giữ. Ăn sáng rồi. Hay quá. Anh là ấy, mọi người thấy đang rất gay cấn và anh Chí Kha đang cố gắng là lấy lại lợi thế, lấy lại lợi thế cân bằng. Mọi việc đang cân bằng xảy ra, chưa biết cà phê này. Chưa biết ai sẽ thắng ai đây. Mệt ăn quá. Sáng. Hay quá. Khó là từng cái thó. Biết khi nào mình làm trọng tài, biết khi nào mới được ăn sáng đây các vị ơi. Biết khi nào mới ăn sáng đây. Wow. Gây cấn, đang gây cấn. Ăn sáng này. Đang ngay cấn. Cơ bắp, nó là cơ bắp luôn. Lâu quá không ngồi ơi. Hai ông người này làm lâu quá, làm tôi đó bùng rồi đó. Đứng mà cổ vũ mà đó bùng thêm, gồng nữa chứ. Quý vị không biết chứ, không được đang đứng mà cổ vũ mà cũng gồng nữa. Bữa sáng đâu phải hết đâu. Bữa sáng là nó lại mất sức á, ha lực quá. Tay trái mình yếu hơn tay phải ta. Cái gì kéo con bê đó không vậy trời? Khoan này, còn lại đi. Không lại, đừng có lại nữa. Gần thua rồi. Ôi trời, hề đi lâu quá. Lẹ thẳng chủ nè. Được con lại thắng không? Lẹ chúc mừng. Phản chủ người ta đang mong lành. Chúc mừng nha. Thôi không chịu đâu. Hỏi đi. Dám đâu người ta đang vậy mà tự đè xuống vậy à. Thôi đâu mình thắng rồi. Mình có cái gì đó đúng không? Mình chỉ biết thắng rồi. Đấy, lâu được tối lâu lắm quá mua nhưng mà tôi không phục. Không cần thiết thôi, không mình thắng được rồi, cà phê ăn sáng đúng không? Này thôi ứng phục thôi để Dũng mời nhá. Đúng rồi, vậy Dũng mời đi. Chơi gian gian tài thua rồi. Dần con qua dần con lại mệt quá. Chịu khó một chút đâu có sao đâu mà. Em đứng ngoài em chờ em còn theo em mệt oải người em không rồi. Thấy hấu ăn quá. Người cơ bắp như là em sao thì bên đây 70kg. Một em cũng 55kg. 55kg. Chạy khai giống như là Lý Tử Long quý vị. Quay nhờ cái Dũng hỗ trợ mình. Đây là tạm gọi là Lý Đức, còn đây là Lý Đực. Lý Đực là em của Lý Đức. Không sao, năm sau mình nhận lại, tập đi về, năm sau đi ăn sáng, công việc sáng mai. Thưa cả nhà, vậy là trận đấu kết thúc và tỷ số là coi như là 2-1 nghiêng về ca sĩ Chế Khoa. Chế Khoa luôn. Thật sự nói là vị chưa phục đâu, bởi vì là làm vậy là gọi là thêm vị quá. Nhưng mà thôi, không sao cả. Đường nào vẫn có một người thua thôi à. Còn riêng với Kha là hôm nay mình cảm thấy là rất được vinh dự, vinh hạnh.
Ví dụ là mình được giặt tay là hòe với bên đây với vị. Thực sự là hòe thôi. Thực sự là hòe. Nói chung thì nếu mà tới chiều không bao giờ mình giặt ngã vị được. À. Mình hết lực rồi. Hết lực. Cái đó thì nếu đây hỏi thật là nếu không có sự trợ giúp của Dũng thì Kha thắng không? Đó Kha chưa, hình như là phần thua của mình đó là 80% được. Chỉ có 20 thôi. Mày trợ giúp. Dũng trợ giúp. Chứ còn mình đuối lắm rồi. Mình muốn ngã trước rồi đó. Ok. 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 Ok.